ráng làm kiếm tiền mời. Em ơi. Dạ. Ba giùm chị bánh xe với. Ê chị lấy xe đem nhắc chị ơi. Chị vô trong rồi nghỉ mặt nè chị. Chị ngồi đây nè chị. Rồi chị cảm ơn. Ba giùm chị bánh sau. Có gì bơm giùm chị bánh trước luôn nha. Chị yên tâm đi, ở đây tụi em làm đầy đủ. Giá là phải có bơm chị. Rồi 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 rồi. Ok ok. Ủa mà nhìn là tụi em ở đâu sao lạ vậy? À, dạ tụi em ở xứ xa tới chị ơi, khu đó nghèo quá, có hai anh em à, mồ côi cha mẹ nương tựa nhau mà sống, cho nên là có nghề sửa xe nè, tới đây dựng lên rồi sửa kiếm thêm. Thấy thương ghê không, mà tụi em á về xóm này là đúng rồi, bà con ở đây thương nhau dữ lắm. Vậy thì mừng quá chị. À dạ chào anh hai. Ờ thứ mười đâu ngồi đây vậy nè. Dạ em đi ăn đám giỗ gần đây nè, xui quá xe bị bể bánh. Dạ hả? Dạ chú ơi, chú có cần gì không? Không, đi ngang đây thấy tự nhiên có ai che cái liều lên đây rồi ghé coi chơi vậy thôi. Dạ à, tụi con ở xứ xa tới có nghề sửa xe nên gì đây dựng lên để sửa kiếm thêm, có gì chú chỉ dạy em con. Ờ à, đâu có gì, cứ làm ăn đàng hoàng thôi. Dạ xấu coi sửa xe nha. À, anh đi mua cà phê cho chú hai. Đó, thôi thôi được rồi. Rồi dạ. Thứ mười ở sửa xe nha. Dạ anh hai về. Rồi à, cảm ơn chú. Rồi rồi chú đi nha. Dạ con chào chú. Chết rồi chị ơi. Sao? Nè chị coi nè, cái đinh nó đâm hư cái vòi luôn rồi. Kiểu này chị phải thay cái ruột xe mới á. Trời ơi sao mà xui dữ vậy. Thôi em thay ruột cho chị luôn đi. Ê mày, hay là mình đừng làm mấy này nữa. Tao thấy tội quá. Mày khùng hả? Mày nghĩ sao không làm? Trời trời, mới có mấy cú mà nhát rồi chú. Tao sợ bị nghiệp quật á mày. Không có nghiệp nào quật mà tao quýnh mày trước á. Mày nghĩ sao vậy? Trong bao nhiêu công việc hồi đó giờ anh em mình làm á, cái này là an toàn nhất nè, cái này là cái ổn định nhất nè. Giờ tao với mày phải bám trụ thôi chứ biết làm sao. Nếu mà hồi xưa á, không có cờ bạc thì đâu có ra nông nổi này đâu. Mày hối hận hả? Giờ mới hận có kịp không? Bây giờ mỗi hận hai thằng cũng đi làm vậy nè. Đừng hối hận nữa, bây giờ lo mà cố gắng làm. Làm lẹ đi. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mai mơn man trên đôi môi. Ây da. Trời ơi. Ôi, chết cái chân tôi rồi. Bị cái gì không biết nữa. Trời ơi, mềm xèo rồi. Hả? Dính cháu rồi hả? Chú hai, chú hai. Cái gì vậy Tèo? Có tình mới. Chắc mới không? Mới. Ở địa bàn mình hay địa bàn khác? Địa bàn mình, vòng vòng xóm mình thôi. Tình gì báo rồi? Tự nhiên bà con xóm mình đi đường sẽ hư quá trời luôn. Bữa hôm là chú Sáu Lùng nè, cô Mười Ơn nè, rồi Bích nè, rồi chị Hai Hường nữa nè, con điều tra hết trơn luôn rồi. Sao? Tình gì mới? Tao biết lâu rồi. Phải, nhưng mà xe của mấy người đó bị chung một bệnh nè. Bị bệnh cán đinh chứ gì? Biết luôn hả? Sao? Đó, cán đinh bể bánh xe luôn. Ừ. Nhưng mà cái ý con nói á là tự nhiên cái ai cũng bị cán đinh. Mà đặc biệt là đó giờ đường quê mình làm gì có đinh đâu. Con chạy xe hàng ngày có bị gì. Xong rồi anh trai. Em là kiểm tra kỹ càng luôn á. Hên là chiếc xe anh còn giá được nha. Chứ không thay cái ruột là tốn tiền nữa. Trời đất ơi, cái ruột xe của tôi mới thay mấy ngày nay gần 200 ngàn đó ông. Bởi vậy tụi em biết cho nên nghe em làm kỹ lắm. Đâu dám thay ruột tốn tiền anh chết. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Thôi thôi nhiêu tiền tôi gửi luôn nè. À, vậy 50 anh trai. Cái gì? Trời đất ơi, giá cái lỗ xe chút xíu 50 ngàn. Trời đất. Có gì đâu anh trai. Tại em kiểm tra xe rồi em coi em thấy lủng hai lỗ lận. Giá vậy là em lấy tiền
phụ tùng đồ thôi chứ em không lấy tiền công em luôn á. Thôi đi, nói mấy ông cỡ nào nói cũng được, đâu tới đây rồi sửa xe rồi thấy lạ rồi ăn mắt. Chứ tôi thiệt nha, qua bên tèo giá bên kìa, chừng 10.000, 15.000 à. Thôi, muốn giá đâu thì mới móc đi giá nha, còn giờ trả tiền đi anh trai, xong hết rồi. Nè, nói 50 đi. Cái cây nữa nè Thèo. Nè con, nãy giờ lụm quá trời luôn nè chú hai. Kỳ ta, cái này mà bà con chạy qua chạy lại tao nói nghe, cán lên nó xì cái lớp xe đó, té chết luôn đó. Đúng rồi, quá trời lạ luôn chú bộ. Thí dụ có mấy cái này á thì một hai cây thôi, mỡ này nó không có đơn độc một mình mà nó kéo cả nguyên gia đình dòng họ nó đi luôn nè. Hay là người ta làm gớt cái bịch đựng mấy cái này ta? Có đâu, rớt thì nguyên bịch thì nó nằm chỗ. Còn này mày thấy không, xa xa cái để điều vậy nè. Vì cái vụ này sao kỳ ta, xứ xẻo lá mình hồi nào tới giờ đâu thấy vụ này đâu. Chú hai, ừ? Con nghi là có người gái mấy cái này á. Để làm gì mày? Xe xì vỏ là xe hư, xe hư là phải đem vô tiệm sửa, mà xe càng hư nhiều á thì người ta có càng nhiều tiền. Thôi đi, để xe người ta cán lên xì vỏ té chết ta sao mày? Chưa bắt tại tay người ta, mình nghi tầm bậy tầm bạ, tội chết. Dạ. Bây giờ tao thấy vậy nè, mày ở không á, mày về mày nghiên cứu cái máy hút đinh đi. Mày kéo dài dài, đinh chỗ nào có đinh, có này ba cái sắt này nè, nó dính vô. Anh Tèo. Ủa, mới về Tấn Đạt? Em mới về 2 ngày nay rồi. Ủa, anh làm gì mà nhìn ngộ quá vậy? Máy hút đinh. Máy hút đinh chị? Trời ơi, tao thấy cái gài đường quê của mình á, cái khúc chỗ tiệm sửa xe của mới mở đó, bà con mình đi ngang đó bị bể bánh xe hoài à. Tao nghi là chỗ đó có đinh đồ này kia đó, nên tao chế cái máy này để mà tao hút á. Dĩnh nha. Ê, nãy giờ nó hút cá cá đinh rồi đó. Dĩnh chắc vô. Quá giỏi luôn. Được quá nha. Ê. Gì mày? Gì vậy? Tụi bay bớt sớ rớ vô chuyện người khác được không? Sớ rớ gì là gì? Ê, cái này là của anh Tèo, anh sáng chế rồi nha. Mày đâu mày xen vô? Muốn gì vậy? Tao không nói tới chuyện sáng chế. Ê, chơi gì không đẹp cái mày, xe tao mà ngăn đó. Mày muốn cái gì? Ở đâu ra kiếm chuyện? Ra đây nè, cho tao đối với tao. Bỏ ngay xuống. Ở đây tao không cần đẹp với thằng nào hết. Tao chả cần liêm sĩ gì đây. Tao thấy tụi bay rảnh rỗi quá, không có việc làm đúng không? Tao cho tụi bay có việc làm. Chứ mày muốn gì? Hả? Ê, làm gì mày? Giữa ban ngày ban mặt cũng đánh ai đánh hả mày? Muốn không? Tao báo công an giờ nè. Hên cho thằng bay á, tao nể tình ông già, tao tha cho tụi bay. Coi chừng tao đó. Muốn gì vậy hả? Mày ngồi lại đây. Đồ dục côn. Chuyện gì á? Con đâu biết đâu, tự nhiên hai con đang chạy cái rước ra nó chặn được, nói là tụi con không có được xíu chuyện gì của nó á. Đúng rồi đó tía. Rồi hai đứa bay có gây thù chuốc quán gì với ai không? Không. Con có biết là ai đâu mà gây thù chuốc quán với nó. Biết nó thằng nào không? Con cũng không biết luôn nữa, nó lạ quắc rồi, những chặn đường tụi con á.
Sao vậy? Có hàng ranh nó phá đám kìa. Đâu? Làm thế nó không định hả? Ủa sao tụi nó biết ta? Làm sao tao biết được? Nhưng mà tao không để yên đâu. Rồi giờ tính sao? Miếng cơm manh áo của tao mà dám bắt đổ à? Thì tí này không tha đâu. Mày đợi đi. Giờ mày tính sao? Thì tính sao nữa? Dứt hàng đó, hàng nó sao cản được việc tao? Ê, tao nghĩ vậy nè. Hay là bây giờ tao với mày qua bên chú hai đi, hỏi coi có cái công việc nào mà đàng hoàng đó hai thằng sinh mà làm. Chứ bây giờ hai thằng lớn rồi, làm gì hoài không được đâu mày. Thôi mày điên mình mày đi. Mày nghĩ sao vậy? Đang làm cái này yên ổn, tự nhiên cái bây giờ bỏ đi qua bác hai xin việc, còn mày nhắm mày làm được nhiêu? Mày đi đi. Thằng tí này đó giờ chưa biết cúi đầu trước ai, mày cũng vậy giùm tao một cái xủ. Chú hai, con mới phát hiện một điều hết sức bất ngờ chú hai. Cái gì nói lẹ đi, mới sáng sớm mày qua đây mày câu giờ không à? Đây nè, từ từ. Đây là cây đinh con mới mua ngoài chợ, còn mới toanh luôn. Thì đúng rồi, này cái đinh nè. Còn ba cái này con lụm. Cái này là vít. Vít. Cái này nè, có dấu cắt, mài dũa đàng hoàng. Vì là có ý đồ. Đó, con thấy nó kỳ quá. Con mới đi hỏi mấy cái chủ tiệm bán ốc vít của xóm mình, đâu có ai bán cái này đâu. Cái này là do người làm á. Phải không mày? Thiệt. Mà đặc biệt nha chú hai, mấy cái này nó chỉ xuất hiện ở cái khúc đường mà ở tiệm sửa xe của hai ông đó thôi. Chắc không? Chắc. Con tin vào linh cảm của con, và chú hai phải tin linh cảm của con. Chú hai đâu à? Tao phải đi kiểm chứng cái linh cảm của mày. Cho con theo với. Lên đường. Mày đi cẩn thận nha Tèo. Đạp đinh phong rồi gánh vực chết nha mày. Dạ. Mắt tao kém bữa nay sao tao nhìn không thấy cây đinh nào chứ gì? Cái đường này đó là đá không nè, mày nhìn thấy đinh rõ lắm sao nay không thấy tao? Còn mắt mày tỏ tỏ mày kiếm kỹ coi Tèo. Chú hai. Ừ? Hay là tại cái bữa hổm con chạy cái máy hút đinh dài dài đường á, chắc hút hết rồi á. Dám lắm à. Dĩ đỡ bà con mình lắm á nghe. Chú hai, chú hai. Như sao? Chú hai ơi. Nè. Trời Phật ơi. Mấy thằng này sao nó khôn dữ thần vậy trời? Bữa nay nó chơi dưới cái lá này nè, nó lấy cái lá đẩy lại nè, thấy không? Ai đi ngang đâu có nhìn thấy cái đinh đâu. Tưởng đâu có lá rụng, cán lên đây nè xì nè. Chú hai, giờ mình làm sao vậy? Tao có cách rồi. Hả? Tiếp tiếp chú hai.
tĩnh nha. Dạ dạ. Để tao làm việc. Dạ. Dạ dừng xe mày ơi. À, chú hai. Dạ dừng chú xe ơi. Dạ 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 dạ. À, đẩy đẩy xe đi. Ê cẩn thận cẩn thận. À, chú hai ngồi chú hai. Cháu nó chở đi công chuyện. Mới đi ngang đây cán cái đinh xẹp cái vỏ. À, dạ. Có giá giùm chú hai. Rồi 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 rồi. À, em lấy đầu giá xe. Chú hai ngồi chú hai. Ờ. Tèo. Dạ tèo tèo tèo. À, lấy ghế ngồi tèo tèo. Cảm ơn. Chú hai ngồi đi chú hai nắng nôi xa xôi quá chú hai hả? Được được được. À, chú hai ngồi nghỉ cho khỏe. Tèo tèo ngồi đi tèo. Dạ dạ dạ. Ê. Ui. Cái này làm ăn được không? À, dạ được chú hai. Ừ. Để nghe nó giá cho nó giá nhanh lắm rồi chú hai tranh thủ đi cho kịp chuyện. Bữa nay chú hai khỏe chú hai? Khỏe. Dạ. Chú hai khỏe là vui rồi. Ừ. Coi làm kỹ kỹ nghe Sú ơi. Rồi rồi rồi. Ủa nó bị gì con? Cán đinh hay gì vậy? Cán đinh rồi chú hai ơi. Gần đây á, cái xóm này á, bà con ai người ta cũng bị cán đinh hết trơn á. À, không biết chắc mấy thằng thợ nào nó sửa nhà hay rồi nó đem đinh rồi lỡ nó rớt hay sao chú hai ơi, chứ đường này thấy thanh bình đi ngắn quá trời. Cũng tính đi lên xã rồi báo cho công an xã người ta biết, lên ta xuống người ta coi coi ai mà chơi mà ác nhân thất đức gì không biết. Gì mà mất công chú hai đi xa xôi. Chúng hai rơi kỳ cục. Rồi thôi, đi công chuyện dưới xã chú hai. Ờ, đi công chuyện dưới xã. Quay. Quay. Gì? Con. Con không? Đâu rồi coi. Cái này giống như cái cán cái vỏ xe tao nè. Bà con người ta hổng ra người ta cán cái này nhiều lắm nè. Mà tại sao nó có trong cái chỗ tụi bay? À, sao không biết được chú hai? Chắc đâu đó gì giống giống thôi chứ. Nè, y chang nè, dấu cắt y hịch nè. À, sao không có chỗ mày? Mà đang ngoài đường có. chắc là trùng hợp á chú hai. Ba cái này kiểu giống giống nhau đâu có gì đâu lạ. Nè nè nè. Anh đừng có cãi. Bây giờ anh nói đi, cái này với cái này nó có liên hệ gì với nhau? Anh mà nó giống con giọng như mặt anh á. Tèo. Sổ ơi, sao có mấy cây đinh gì chú hai nói đây à em? Đó, mấy cái đinh đó bữa con lụm ngoài đìa nè chú hai. Con sợ người dân ta đi ngang qua người ta cán á chú hai. Sợ tội người ta. Trời mày. Chú hai, đang có sợ quá chú đừng có tin. Nãy giờ tao cũng để ý nha. Hai anh bay nói chuyện á, không đứa nào dám dòm ngay mặt tao hết á. Còn là dòm xuống đất không à. Cặp mắt á thì láo lia láo lịa, không dám nhìn ai, là chứng tỏ là cái con người làm cái chuyện gian dối mới không dám nhìn ta. Đâu có đâu, chắc tại nắng nôi nè, mắt con yếu á chú hai, rồi chắc dị ứng với nắng á, cho nên là nãy giờ con khum né chú hai ơi. Cái biểu hiện của tụi bay á tao đoán không bao giờ sai được. Còn cái thùng đó đó, mỗi lần mà khi tao bước vô đây đó, tao thấy tụi bay làm gì hé 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 cái đem giấu nó qua bên là sao, không dám mở ra cho người ta coi. Tèo, mở cái thùng đó ra coi gì trong đó. Dạ đâu có gì đâu, ba thùng đồ nghề dọn dẹp đi em ơi. Đồ nghề cái túi không à. Đúng rồi. Để coi cái gì trong đó. Trời ơi chú hai ơi. Chú hai. Một bọc luôn nè chú hai. Đây nè. Đây nè, đây. Cái này đâu ra? Đó. Có phải tự tụi bay làm không? Từ đầu tao đã nghi rồi. Tao vô đây tao nói tụi bay làm ăn đàng hoàng đi. Làm ăn cho nó chân chính đi. Thấy không? Tụi bà con đây tao ủng hộ tụi bay. Tại sao mình trai tráng có sức khỏe không lựa công việc làm ăn cho nó đàng hoàng, làm chi ba cái chuyện hèn hạ này, xấu hổ nhục nhã này, hại người vô lương tâm, mất đạo đức là sao? Tụi bay rải đinh ngoài này nè, đặng cho xe ta cán lên, ta bể vỏ, vô đây tụi bay giá, tụi bay lấy tiền. Nói như con Mười bỏ hổm đó, vô đây cái tụi bay nói là ruột hư này thế khác, tụi bay chặt 120. Tám là đây giá cái vỏ xe lũng con lỗ tụi bay quất 50. Hai lỗ lận chú hai. Hai lỗ hay ba lỗ gì? Ở đây nông thôn người ta ăn lỗ 5.000, 10.000 thôi. Người ta không để người ta nghi. Mà người ta chưa bắt quả tang tao chưa dám nói. Nè, cái này chẳng qua nó lụm thôi. Tự chú hai qua chú hai nói vậy chết tụi con rồi. Nè, ông không có được cãi chài cãi cối nha. Ông mà hổn tụi quýnh không á.
nè, còn anh nữa, tự nhiên cái đổi thừa người ta. Thôi thôi thôi, nào, bây giờ còn cãi không? Cái giò mày bị cái gì? Thì bữa thủ nó giá xe rồi nó bổ anh cái kéo đi đá trúng đứt chân như sao chú hai? Có phải rải đinh ngoài lộ nè, rồi đi rồi tự đạp nè, coi như là gãy ống đập lưng ống chứ gì. Đừng có qua mắt tao, bữa hôm tao với thằng Tèo lụm được cái đinh ngoài kia kìa, còn dính máu đàng hoàng. Nè mày đi chứ không ai chứ, cải thiện phải không? Tao đi mời công an xuống đây. Đi chú hai, đi chú hai. Chú hai đừng báo công an chú hai, con xin chú hai. Con xin lỗi chú hai, tại hồi xưa tụi con lỡ xa cơ, tụi con mới làm vậy, tụi con kiếm sống rồi chú hai. Tụi con không muốn vậy đâu chú. Tụi bay sức chai chán, kiếm công chuyện gì cho đàng hoàng tao làm đi. Đừng có tưởng tao không biết, thấy không? Mày qua mắt được một người thôi, chứ mày không qua mắt được cái xã này đâu. Tao biểu tụi bay làm ăn cho đàng hoàng đi, thấy không? Làm ăn cho chân chính đi. Rồi bà con ở đây nè, người ta ủng hộ cho mình làm. Thấy hoàn cảnh tụi bay á, không có gia đình, tới đây đi làm ăn, người ta đâu có nói đâu. Nhưng mà tụi bay làm cái chuyện bất nhân thất đức, thấy không? Thì làm ăn sao lâu dài được. Mình sống cho nó thật đi, nó mới tồn tại lâu dài. Còn giả dối này á, không có tồn tại, sớm muộn cũng bị ta lật mặt nạ ra. Tụi con xin lỗi chú hai, tại vì tụi con lỡ xa cơ, con mới làm mấy cái chuyện này thôi, chứ tụi con đâu có muốn đâu chú hai. Chú hai tha cho tụi con một lần đi chú hai, mai mốt tụi con không làm gì nữa đâu. Mày xuống đây coi. Không được chú hai, báo công an đi chú hai. Chú hai, con xin chú hai mà. Chú hai tha cho tụi con một lần này thôi chú hai. Tụi con hứa là từ nãy tụi con làm ăn đàng hoàng, còn mấy cái đinh này á, mai mốt tụi con hút hết, tụi con không có để ai đi ngang mà cán được nữa đâu chú hai. Chú hai thương tụi con, chú hai ta lỗi với tụi con nè chú hai. Anh Tèo, anh ta lỗi với em, anh Tèo. Tụi bay hứa nghe. Dạ. Dạ. Tao cho hai ngày nữa phải đi lụm cho hết ba cái đinh này nè, thấy không? Lụm hay hút gì đó tụi bay làm sao làm, thấy không? Dạ dạ, con hứa với chú hai. Rồi trở lại làm ăn lương thiện đàng hoàng. Còn không á là tao báo công an á. Dạ. Dạ. Ê, xấu. Mày cho tao nghỉ chứ đi, nắng quá mệt quá mày. Bây giờ mày làm được không? Làm xong đi thì nghỉ, còn không mày đi sức khác mày ở. Ê, mày cho tao nghỉ chứ đi, trời nắng quá chịu không nổi. Bây giờ mày làm được không? Một bữa tao thấy thằng Tý nó chửi thằng Sủ. Rồi bữa nay đó, thằng Sủ nó chửi thằng Tý, thằng Tý nó nghe lời mày. Đúng rồi. Giờ cả yếu thành mạnh, còn cái mạnh xuống làm yếu rồi chú hai ơi. Đúng rồi, đời. Chú hai, anh Tèo. Ủa, sao mày không ở ngoài mày làm với thằng Sủ mày vô đây vậy? Nó đang ngoài nó hút đinh đó chú hai. Kể đi để làm đi. Vô đây làm gì? Đây, giá xe miễn phí. Hiểu vô phụ anh Tèo. Để là thằng Sủ nó hút đinh không hết á, ta cán xì em giá. Đói công chuộc tội chứ, thấy không hai? Đúng rồi, mình phải thấy mình sai, mình sửa chứ đâu có gì. Dạ. Đây rồi, để em nha anh Tèo. Yeah, giá xe miễn phí. Đứng đi đi, có gì phụ tao. Ok. Khi Tèo sinh ra mang được hai tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên Tèo nghèo. Dạ nghe chú hai ơi. Mày có bận gì không Tèo? Dạ không, con đang rảnh á. Không gì, qua chở tao đi công chuyện chú coi. Dạ. Ủa chú hai đi đâu ạ? Đi lên thị xã coi ba cái phân bón hữu cơ mới, coi sao mua về bón ba cái lúa nè. Dạ. Dạ dạ, vậy để con qua liền nghe chú hai. Dạ. Một tài xế xe ôm bị dí dao cướp xe. Khoan, chú hai. Tự nhiên nay con không chở được rồi. Chú hai kiếm người khác chở con nha. Trời đất ơi, cái xứ này tao có biết ai đâu kêu ngoài mày ra. Rồi mày sao không chạy? Tao kêu mày chạy trả tiền mày chứ chạy không công đâu mày chê mày. Không phải con chê, tại vì nãy con rảnh, cái tự nhiên giờ con hết rảnh rồi chú hai. Chú hai kiếm người khác chở con nha. Mày qua đi uống cà phê đi, tao trả tiền cho. Chú hai thông cảm con nghe chú hai. Tèo, Tèo. Nó tắt máy là tắt liền à. Anh hai, anh gọi cho ai mà không vui vậy anh hai? Thằng quỷ thằng Tèo chứ ai vô đây. Sao vậy anh? Kêu chở đi công chuyện. Nó nói nó rảnh. Bây giờ nó không rảnh. Nó kêu kiếm người khác. Tôi hỏi coi xứ này tôi kiếm ai ngoài thằng Tèo ra.
Anh hai biết không? Nó bận hay không bận gì nó cũng không chạy hết á. Ủa? Ủa nó bỏ nghề xem đâu mà? Hình như vậy á. Bỏ nghề xem đâu mà nó làm nghề gì? Em không biết á, cả tuần nay nó như vậy á. Ai kêu nó không chạy, dù cho nó ở nhà nó cũng không chạy. Không biết sao nữa. Nó có bệnh gì không? Bệnh đâu bệnh. Nó mới qua hôm kia nó ghé đây rồi nó rảnh khỏe re, có gì đâu là bệnh. Kỳ ta. Em tính đợi anh qua đây uống cà phê em hỏi. Ai dè anh cũng không biết gì hết trơn. Mấy bữa nay tôi có gặp mặt gặp mày gì nó đâu. Hay nó bị thất tình? Ồ, thất tình vậy thằng đó. Nó bị bồ đá cũng nhiều lần rồi. Nhưng mà vài ba bữa là thôi à. Trở lại bình thường, không có gì hết á. Kỳ này nó làm sao á. Kỳ ta. Viết cái bảng sửa xe cũng sai chính tả nữa. Rồi tèo. Ôi, mày mới không biết gì mày ơi. Tao cố tình viết vậy á, cho ai đi ngang cái thấy cái sai chính tả là tao nhớ tới tìm sửa xe tèo liền. Rảnh không? Rảnh. Ngồi chơi. Ê. Ê. Chở tao qua xóm địa coi tôm cái coi. Xe ở đâu mày không đi đừng không kêu tao chở. Trời ơi, hôm bữa té xe banh chành hết, giờ tao gửi đi bảo dưỡng rồi. Lâu lâu tạo công ăn việc làm cho bạn bè kiếm thêm thu nhập. Chở đi. Kiếm thêm thu nhập hả? Ờ đi. Cảm ơn nha. Thôi không đi rồi. Nay không nhận khách mày ơi. Mà nè, giận tao hả? Bạn bè có gì giận thì nói đi. Tao bị té xe mặt mày cỡ này còn không thương. Giận tao nói đi, giận gì vậy? Ai giận mày mày ơi? Vậy sao không chở? Tao không muốn chở. Giờ chạy xe tao không? Không chạy tự đi bộ đi. Thôi thôi thôi, đi bộ chắc ăn. Không chạy thiệt luôn hả? Thôi chạy mất công nữa. Chạy thôi. Thêm hai xe ôm trình báo bị khách dẫn vô đường vắng rồi khống chế lấy xe và tài sản. Gọi điện cho ông Tèo á, nó qua nó chở tôi đi chợ coi. Trời đất ơi, có điện thoại trọng sao ông gọi kêu tôi vậy? Thì ông thường gọi nó, ông gọi giùm luôn đi. Bảo ông thấy tôi đang bận hả? Giờ có gọi giùm ông mày nói. Gọi thì gọi. Alo. Ờ, chú Tư nè. Mày qua mày chở thím Tư mày đi chợ cái coi. Ủa sao hả? Thôi biết rồi. Thôi ha, cấp máy à. Ừ. Sao? Nó qua liền không ông? Liền cái gì? Nó không có qua được. Nó mệt, nó bệnh gì rồi. Bệnh? Hôm trước á, tôi cũng kêu nó chở tôi đi đám giỗ. Nó cũng nói chở không được. Ủa sao kỳ vậy ta? Thì nhiều khi nó bệnh, nó bận thì nó nói gì vậy chứ gì đâu. Thôi được rồi, để tôi chở bà đi. Ủa? Hồi nãy nó đang bận mà. Thì tôi nói tôi bận. Mà giờ không có người chở thì tôi chở bà đi. Về được không? Đợi vô thay đồ. Thôi 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 khỏi đi. Đợi ông vô ông sàng sàng cái tới trưa trật rồi. Thôi để tôi đi bộ cho nó nhanh. Thôi nhà tôi đi chợ ạ. Trời đất ơi có đã không? Nó nói không có người chở thì tôi chở cũng không chịu. Bây giờ cái chở cho bà đi bộ đi. Thương nhớ đông đầy trong lòng buồn quá. Buổi chiều còn gặp nhau đây. Lấy con ly phê đá như cũ nha cô Hồng. Trời ơi, mày làm gì mà đi vô im re rồi không tiếng động như ma vậy? Mọi khi á, ta thấy không thấy mày đã thấy tiếng đằng kia rồi. Nay mày làm gì vậy? Ngạc nhiên chưa? Con đang tập đi nhẹ, nói khẽ,
cười mỉm chi. Phải mày không vậy Tèo? Vì sao giờ này ngồi đây không chạy xe ôm vậy? Không, không chạy xe ôm, con nghĩ chạy xe ôm rồi. Sao kỳ vậy? Không chạy lấy gì ăn? Từ từ tính cô ơi. Cái gì mà từ tính tình tứ gì chứ? Mày thiếu tao tiền cà phê biết bao nhiêu ly rồi. Để coi đâu tao nhớ rõ lắm. 4 ly cà phê đá, 2 ly nước cam, 1 ly chanh muối. Lấy tiền đâu trả tao? Thì cô cứ bán cho con đi, chừng nào chẳng chục ly trả luôn. Thôi dẹp đi mày. Ủa má, trời ơi, má đi chợ mua cái gì mà xách đồ nhiều quá vậy? Có gì đâu nhiều. Thì lâu lâu con trên Sài Gòn về, má thấy mấy cái đồ này nó ngon nè, mua về nấu cho con ăn. Trời đất ơi, má làm như là con năm con mới về một lần vậy đó. Con tháng lần về hết 10 ngày rồi đó. Mua cái gì mà quá trời. Kệ tôi. Ủa hả? Sao má đi chợ xách đồ nhiều vậy? Sao không gọi điện thoại con ra rước má về? Ôi, đi chợ có khi nào má mang điện thoại theo đâu. Vậy còn anh Tèo không chí? Thằng Tèo thì mà sao mấy bữa nay má không thấy nó? Ủa, chứ không phải 7 giờ sáng nào cũng đợi má ngoài cổng chợ chứ hả? Thì thường thường là vậy. Mà sao dạo này không thấy nó không biết? Bây giờ chỗ nào nó cũng không đứng hết á. Nghe nó như nghỉ chạy xong đâu ôm luôn rồi đó. Bữa sao kỳ tía? Sao kỳ vậy ông? Bà với thằng Tám á, xách xe đi kiếm Tèo hỏi. Chứ tôi không biết nổi nha. Con đi chợ vô nấu cơm rồi ăn chứ tính đứng đây tới chiều mới vô là sao? Tôi đi ăn bún riêu à. Cái gì vậy, nấu cơm liền rồi giờ nè. Vô. Ông ba gai lắm rồi. Xách vỏ vô cho má nghe không? Hèn chi, hôm qua nay về ông gặp con Tèo ở đâu hết trơn. Có khi nào ông ốm đau dù ông nằm ở nhà không ta? Tám. Dạ. Cho ly cà phê sữa đi. Đợi chị chút nha cưng. Ê, làm ly phê đá còn trước chưa? Dẹp, làm cho khách trước. Mày chờ đó. Làm như con không phải khách vậy. Con có đò trước mà. Kệ mày. Cà phê nè. Cần gì gọi chị ha. Mình đẹp trai mà sao yếu bóng vía vậy ta? Nhát gan nữa. Mày coi gì vậy? Hết hồn cái vía à? Đâu xuất hiện làm con giật mình à? Làm gì mà yếu bóng vía dữ vậy? Tao với mày mà. Tại hôm nay hơi... Gọi ly phê đá con đâu? Chưa pha. Sao kỳ vậy? Cô bởi vậy... Con khách cũ cô bỏ bê vậy, còn khách mới... Cái gì vậy? Sao khách này ai là ai lạ quắc không chưa thấy bao giờ luôn á. Mày ngộ á. Ta là quán cà phê mà. Thì ai vô uống chả được. Khách lạ, khách quen, khách vãng lai bình thường. Cô Hồng, cô Hồng. Sao? Cô có dây lòi tỏi không? Cô cho con mượn đi. Là cái dây xích đó hả? Ừ. Để làm gì? Con khóa chiếc xe còn lại cho chắc ăn. Sao vậy? Sao mỗi bữa tao thấy mày có khóa xe đâu, mày đến quán tay mày dục đại mày vô đây, nhiều khi mày ngủ uống giấc như vậy mày còn không sao nữa mà. Bữa nay mày đặt khóa nữa. Thôi cô ơi, thời nào theo thời đó. Mấy bữa trước khác, giờ khác. Giờ giang hồ hiểm ác, biết ai tốt ai xấu mình phải đề phòng chứ. Công nhận mày mắc cười. Vô pha con ly phê đá đi. Thôi mệt rồi đi, tao không pha. Chừng nào mày trả hết tiền cũ rồi tao mới pha cái mới. Mấy nay con có chạy xe đâu có tiền. Cô bán thiếu chịu đi, mốt con có tiền con trả cô. Vậy nghỉ uống luôn đi. Ở vậy cô thấy con không có tiền cái cô không chịu bán. Còn ta có... Con thôi không có bán mà nó rồi. Không phải. Nhìn cái tay kìa. Cái tay nhỏ đó hả? Ôm nhôm nhất à? Không phải. Cái tay đang cầm cái gì kìa? Cô biết bình gì không? Gì? Bình xịt hơi cay đó. Cái gì? Hơi cay là cái gì?
bỏ ớt đó hả? Không phải, cái đó là hàng cấm, tội phạm nguy hiểm người ta mới xài. Trời ơi, không có đâu mày ơi. Ở đây làm gì có tội phạm nguy hiểm, hàng cấm ở đây. Trời ơi, mày nói vậy công an phạt tao chết mày. Con nói thiệt á, giờ con tin đúng không? Ờ. Giờ cô giả bộ vô trong, cô pha cho con ly phê đá đi. Cái cô khóa cửa lại, khóa tủ tiền lại nha, cất chìa khóa cho an toàn. Xong rồi cô bưng ly cà phê đá ra đây, mà cô đừng ghé đây. Ừ. Cô giả bộ cô lạng ngồi bên đó một xíu. Ừ. Là cô thấy liền à. Mày dụ tao pha cà phê đá phải không? Không, thiệt, pha để coi cái bình nó bình chi. Nhớ cẩn thận. Vậy đi. Trời ơi, trời nắng quá, nặng quá, trời ơi, không có ai sách phụ hết. Vậy đã, mệt không? Không thấy sao còn hỏi? Thì tự nhiên hỏi con câu đổ quạo vậy trời. Sách cho giùm tôi đi, muốn gãy hai cái tay luôn rồi nè. Hồi sáng người ta nói ta chở đi cho, không chịu, rồi giờ than. Thì tôi định bụng á, đi ra ngoài, thế nào cũng gặp được thằng Tèo. Đã nó kẹt rồi mà gặp cái gì mà gặp. Thì hồi mình đi á, thì nó kẹt, nhưng mà lúc mình về nó không kẹt thì sao? Đó, rước của bà về nó cũng kẹt đó, bà làm gì nó. Mà thôi kệ đi, nó kẹt cũng kẹt chuyện của nó, ông sách vô giùm tôi đi. Mệt ghê luôn. Sẵn lấy tôi chai rượu thuốc luôn nghe không? Ôn gì vậy? Trời đất ơi, đi bộ, đi chợ, đi lội về, muốn rã cái cặp giò à. Lấy đồ thuốc bóp chứ làm chi, ông còn hỏi. Trời ơi, lội bộ có một cây số, cũng làm cho lố, thuốc rượu, rượu thuốc rồi nữa, mệt ghê luôn. Ông nói hay quá, sao ông dở đi bộ đi? Có gì không chị? Em có cần gì nữa không? Có cần nước trà hay là đá gì không em? Ồ, em có cái chai gì hay vậy? Thằng em nó bị đau mũi, em mua xịt mũi cho nó. À, vậy hả? Trời ơi, hay quá vậy ta. Làm tao quên muốn chết luôn à. Tao giả bộ tao hỏi, mày biết cái bệnh đó bệnh gì không? Hả? Cái bệnh đó là bệnh xịt mũi, có nghĩa là bị viêm mũi xịt đó. Ông nội, xịt mũi chứ không phải xịt hơi cay à? Cay cái đầu mày. Thôi kệ. Cái gì à? Bỏ trâu. Mày nói cho tao nghe, mày làm cái trò trống gì vậy? Tao thấy mày giống như người trên mây mất hồn á. Ai dựa mày hả? Hả? Ai hành mày hả? Nói tao nghe. Mày bị cái gì? Nói. Cô tào lao quá, có bị gì đâu. Đừng hỏi, chuyện dài dòng nó không kể được. Vậy miễn uống luôn nha. Ê, tao kể, uống. Kể. Kể đi. Mày kể đi ạ. Kể đây. Sao? Vụ gì? Nè. Gì đó? Mấy ngày trên báo đăng hả? Một vụ giết người cướp xe ôm. Đây đây. Thêm 5 vụ giết xe ôm cướp xe. Ông tài xế đang chở khách bị đâm một phát trúng tim luôn. Cướp xe ôm giết tài xế. Đúng rồi. Ghê không? Thì ra bữa giờ mày không chạy xe, mày nằm ở nhà là mày coi ba cái vụ này. Đúng không? Không phải. Ngoài coi mấy cái này, con còn có chơi game đánh đấm, bắn súng đồ này kia. Như tối con trùm mền con coi phim kinh dị nữa. Mày là thằng thanh niên trẻ, mà mày suy nghĩ nóng cạn. Mày tưởng tượng ba cái chuyện đó, mày tưởng tượng như là tưởng dôi vậy đó. Ha? Mày tưởng tượng quá à. Ha? Mày nhìn sao á, mày thấy cái bình xịt mũi của người ta, mày kêu bình xịt hơi cay. Mày mốt á, tao cầm cái viết á, tao đang viết sổ trên nợ cho mày á. Cái mày nghĩ là con dao, tao giết mày hả? Không. Mắc cười cô quá. Cô làm như con bị hoang tưởng vậy. Không. Ừ.
thôi, mày lo làm ăn đi. Bớt coi ba cái tin tức ở trên mạng đi. Ba cái tin tức đó đó, có những tin đó thì nó cũng có sự thật đó, nhưng mà ít lắm, đa số là ba cái tin tào lao, nguy hiểm lắm, thấy không? Coi nó không có tốt. Dạ, con cũng rút kinh nghiệm, mốt không dám coi mấy đó nữa đâu. Mới mốt cái gì? Dứt liền bây giờ, chứ đợi tới ngày mai ngày mốt nữa hả? Dạ. Rồi thời gian rảnh đó, kêu Tám nó chỉ cho vài miếng vỏ để phòng thân hậu vệ đồ mấy. Thôi chú Hai ơi, mấy cái vỏ đó bẻ tay bẻ chân đau dữ lắm. Tao thấy thằng Tám nó có cái miếng xè cánh bướm đó, miếng đó nhẹ nhàng lắm cũng được lắm đó. Miếng nó khó vô nổi với nó lắm à. Ôi thôi, cái miếng đó Tám tàn nó làm được chứ con sao làm được. Không, cũng làm mấy chiêu đó đâu. Ủa vậy mày tính mày ở không mày đi cà nhỏng gì hoài hay sao? Đâu có đâu, con tính đợi ít bữa chừng nào mà con bớt ám ảnh á, lấy lại tinh thần cũng phải đi làm kiếm cơm chứ. Rồi chừng nào mới bớt ám ảnh? Không biết nữa. Rồi bao lâu mới lấy lại tinh thần? Không biết luôn, chừng nào mới hết. Trời Phật ơi, rồi mới kéo qua chừng 5 năm nữa chắc mày không biết lấy gì ăn à. Ủa, ngồi đây mà cũng sợ mất xe nữa hả? Sợ chứ chú. Trời, con nhớ lại lần trước mà con sửa xe cho ông Sinh đó, con mới quay vô cái quay ra, thằng Xuất nó lấy chiếc xe chạy mất tiêu luôn. Năm xui tháng rủi, lâu lâu nó mới xảy ra cái vụ gì chứ không lẽ nó xảy ra hoài mày. Thôi chú ơi, mình phải đề phòng chứ, nhiều khi con xui hoài, con bị hoài thì sao? Đúng rồi đó, mày đề phòng gì cũng được, cảnh giác gì cũng tốt. Để xem đó ôm mà thấy khách lạ mà vô mới tức nghi nghi đó thì mày né nó ra. Nhưng mà ngặt cái người giống người, biết ai tốt ai xấu còn nghi. Trời đất ơi, người sao giống người được? Người thì giống người nhưng mà cái thành phần đó mày nhìn thấy cái cử chỉ của nó khác. Tao nhìn là tao biết liền à. Thí dụ mày nhìn thằng đó mày thấy nè, ốm ốm à, hơi dơ dơ, lại gần đó mày nghe mùi khét khét. Mà để ý mấy cái tay nè, để ý mấy cái chỗ này nè, nó mà mày thấy có dấu đỏ 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 giống như mũi cắn vậy đó. Tóc thì nó dựng lên ha, mà nó đi á nó hay sọt sọt tay túi quần hoặc túi áo rồi đó, là mấy đó nó có hung khí ở trong nghe. Dạ. Đó tránh nó ra đó. Giờ mà môi thì khô thâm nè, môi thâm, môi thâm, còn tao là môi chì. Mày đừng phải tao đâu, mày dòm tao. Tao nằm cái dạng riêng môi chì. Dạ. Nó sang hơn cái môi thâm, biết không? Thì nó tránh nó ra. Mày lên, mày lên, 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 lên. Gì vậy, gì vậy? Đi đâu trong nhà chị chậm ra vậy? À, đi căn tôm. Được mớ ba khía người ta cho á, mà không biết làm gì ăn, qua cho chị chậm muối. Rảnh không? Rảnh. Lên xe tao chở qua xóm Địa. Chị? Đi coi tôm. Trời ơi, tao qua đỉnh tao mua tôm hết rồi, giờ chắc người ta thả tôm mới luôn rồi đó. Ôi dạ. Ở đó mà đợi mày. Vậy thôi, lên xe đi tao chở gì nha. Ui, cảm ơn nha. Đỡ mày lội bộ. À. Tính tiền cuốc xe ôm nha. Ê, thẳng tao xuống, tao xuống. Alo. Dạ, anh Bảy hả anh Bảy? Dạ, dạ, dạ. Em Đực nè. Dạ, em tính hỏi là ở bên anh có cần người làm không vậy anh Bảy? Dạ, 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 dạ em làm. Dạ. Dạ vậy hả anh Bảy? Vậy ông ấy chừng nào bên anh mà có cần người á, anh cho em hay nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ cảm ơn anh Bảy. Biết tính sao mà trời. Chuyện làm á thì kiếm không có, mà đi căn tôm bây giờ cũng ai tin tưởng mình nữa. Chị Hồng ơi, chị Hồng ơi, chị Hồng ơi, ra tôi hỏi thăm thầy cái.
Gì vậy? Ừ, chỗ quán của chị có cần người làm không vậy? Cũng có. Tại chỗ này tao có một mình tao làm tao cũng mệt quá rồi. Vậy không hay, chị mướn tôi đi. Mày hả? Ừ, tôi cái gì á, tôi cũng biết làm hết á. Để tao suy nghĩ lại cái đã. Nghĩ cái gì nữa, thì chị mới nói là chị cần người mà, chị mướn tôi đi. Thiệt tình á, là quán tao tao cũng cần người lắm á. Nhưng mà mày á, mày mít lòng hết cả cái xóm này à. Đi đâu ai cũng ghét á. Mày tới quán tao á, rồi người ta không đến rồi sao tao bán. Thôi thôi thôi, mày đi kiếm chỗ khác mày xin đi nha. Để tao làm ăn với nha. Vậy đi nha. Chị Hồng, chị Hồng, chị Hồng, chị Hồng. Thiệt tình, tôi mà kiếm được tôi đâu có cần hỏi bà. Mình mà ra nông nổi như vậy cũng tại thằng bà lết hết. Nè nè, thím cầm về lo cho mấy đứa nhỏ nghe. Dạ, cảm ơn chị hai nghe. Thiệt, tôi hết cách mới qua đây mượn tiền chị. Khách sáo làm gì không biết. Mình á, người lớn rồi sao cũng được, chứ còn mấy đứa nhỏ sao nó chịu đói. Dạ. Rồi sao, công việc hổm ra giờ đỡ không? Dạ, ông Đực á, thì chẳng chưa có công ăn chuyện làm. Còn em á, thì đi làm mướn cho người ta. Ai kiểu gì thì làm đó. Thiệt á, hồi trước á, có cái nghề con tôm cũng đỡ ghê, vậy mà không biết giữ. Thì đó, cũng tại ông Đực hết á. Thôi, rồi công chuyện đâu nốt vào đó cũng ổn thôi à. Thím đừng lo quá. Dạ, em cũng động viên ảnh hoài đó chị. Thím ráng về khuyên nhủ chú thêm. Dạ, em cảm ơn chị hai nghe. Thôi em về, để mấy đứa nhỏ ở nhà không yên tâm. Em về nghe. Thôi thím về, có khó khăn gì thì cứ nói đừng có ngại nghe. Dạ. Khổ gì mà khổ quá trời vậy không biết. Ơi, thằng Đực này làm gì mà nó cứ theo dõi, nó rình mò ba lít hoài vậy ta? Tính âm mưu hãm hại gì đó nè. Phải rồi, công nhận đợt này làm gì biết nào mới nghèo. Chú hai. Ngồi đi, tao đã phân công nhiệm vụ cho. Kìa, hổm rời khu vực mình á, sắp có biến động, xảy ra các vụ án lớn. Mình bây giờ phải đề phòng để ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra. Chú gì chú hai? Hôm rồi tao thấy thằng Đực á, nó làm gì mà nó rình mò, nó cứ theo dõi ba lít hoài.
không biết nó có âm mưu ám hại gì thằng Ba Lích không. Nữa hả? Con tưởng đâu sao cái vụ dựa tôm là im rồi chứ. Sao im được? Trời ơi, tánh nào tật nấy mà mày. Choai, hay là bây giờ mình báo cho ông Ba Lích biết đi, để cho nó biết đường nó đề phòng. Đâu có được. Bây giờ mày báo cho ông Ba Lích biết là chẳng khác nào bứt dây động rừng sao? Đó, thằng Đực nó biết được là nó đề phòng cảnh giác. Bây giờ mình cứ bám sát, theo dõi nó. Khi nào nó ra tay là mình bắt tại trận, như vậy nó mới không chối được. Đúng rồi. Ủa mày theo dõi cho ai? Mày chứ không lẽ tao. Ha. Để tổ trưởng Tèo theo dõi, vậy báo cáo tình hình cho tổ phó chú Hai. Đúng rồi, chấp hành mệnh lệnh đi. Dạ. Ủa, thì sao bình thường cũng nhớ tổ trưởng ta giao công việc cho tổ phó mà. Bây giờ ta sửa lực ra rồi. Cái thằng tổ trưởng đó là phải dưới quyền thằng tổ phó. Ở trong cái tổ mình thôi nghe. Ở ngoài thì ta làm gì ta làm, tao không có ý kiến. Vậy vậy mà làm. Yes sir. Trời ơi, cái bị cái gì vậy? Trời, ông bị cái gì vậy? Trời ơi, ngồi xuống đây. Chết rồi, đi đâu mà trạc chân phải không? Trời ơi, có đau dữ không? Hay làm là dặm miếng chai rồi? Bị cái gì? Nói tôi nghe coi. Gì vậy? Gì vậy? Tôi hỏi bị cái gì? Sao không nói? Bà hỏi bà cũng phải chừa thời gian khoảng trống để cho người ta chen cho người ta trả lời chứ. Bà làm gì đó bà nổ la phan một loạt một giống như là ca giọng cổ hơi dài á. Tôi lo cho ông, tôi thấy ông đau chân, tôi sợ ông bị cái gì. Có bị gì không? Trời ơi, chắc đau dữ lắm nè. Bị sao vậy hả? Trắc đứt hơi đó. Rồi không nói gì hết, nói tôi nghe, bị gì? Bị giọt bẻ. Trời đất, vậy làm hết rồi hết vía. Mày đâu để bị giọt bẻ? Đứng lâu quá bị giọt bẻ. Ông làm gì ông phải đứng lâu? Đứng rình thằng Đực cả buổi trời mà có phát hiện gì đâu. Hai cái chân nó tê muốn chết luôn vậy. Ủa ông Đình Đực làm chi? Ông nói tôi nhiều chuyện nói nhiều, còn ông thì tối ngày đi lo chuyện bao đồng. Không có tôi á, tụi nhỏ nó làm không có được. Có tôi chỉ đạo mới được. Mệt quá đi, nó lo chuyện bao đồng tối ngày. Uống trà đi, tôi vô lấy dầu rồi tôi sức cho. Lấy dầu nước xanh nha. Hai vô bưng dầu dừa ra đi. Biết rồi. Bà nói tới cái gì bà cũng biết rồi. Ok. Sugi. Làm cái gì không ra gì chứ. Nó bực mình không á. Mệt mình là thiệt. Làm gì? Canh chừng. Canh chừng gì? Ở đây dựa tôm thì ai lại bán tôm thì người ta vô thôi, mày canh chi? Ai mượn? Đừng hỏi, mày không biết đâu. Không biết tao mới hỏi chứ. Tào lao quá, mệt quá. Ở đây coi dựa, tao đi công chuyện cái. Ê. Cái gì ông nội? Đi đâu đó? Đừng đi. Đi công chuyện. Đừng đi. Lỡ hẹn người ta rồi tao chủ dựa chứ không phải lính lát đâu mà thất hẹn. Nguy hiểm lắm, đừng đi. Đồ khùng. Ê, đừng đi, nguy hiểm lắm đó. Coi vợ đi ông nội. Đừng đi. Chết rồi. Ba Lích nó đi. Còn mình ở đây mình canh chừng vợ tôm. Có khi nào được ông quay lại đây ông trả thù. Trong tương mình làm Ba Lích không trời. Lại nhậu nữa hả? Thôi, ông đi về nhà với tôi. Thì bà đi về trước đi. Chút nữa tôi về. Ông nghe tôi một lần được không? Ông phải nghĩ cho vợ con chứ. Đi về. Mệt quá. Lại nhảy hoài. Đi về đi. Đúng là đàn bà. Tối ngày sợ. Bắt cái gì phải sợ. Alo. Sao rồi? Hàng có chưa? Nóng nghe. Ừ, rồi.
rồi tao qua liền. Kỳ này á, nợ cũ nợ mới tính một lượt. Thằng nóng hả? Dạ. Mày có nghe lộn không? Chỗ đâu lộn, con nghe ông được cũng nói gì mà ông kêu là mua hàng nóng gì đó. Rồi trận này ba lít chết chắc. Ui chú hai, hàng nóng là cái gì mà sao ba lít nó chết? Súng. Thánh thần ơi, vậy là đợt này ông đợt cũng mua súng về. Ông tính mua súng về rồi ông thủ tiêu ba lít hả? Thì đó, ba lít coi như xong rồi. Trời trời, vậy là ba lít nó gặp nguy hiểm lắm luôn rồi chú hai ơi. Thằng Đực này tánh nào tật nấy, ngựa quen đường cũ nha. Chết rồi, giờ mình làm sao cứu nó chú hai? Bây giờ phải tìm cách ngăn cản lại, nếu không thì xảy ra án mạng. Đúng rồi, vậy là mình phải đi báo cho ba lít biết để nó đề phòng nghe chú hai. Đúng. Dạ. Vậy đi đi. Dạ. Chú hai không đi à? Không, mày đi là tao ở nhà. Đâu được, chú hai phải đi với con chứ. Lỡ mà giữa đường gặp ông Đực, chú hai ra chú hai đối phó với ông. Trời ơi, nó có súng mà mày. Tao sao đối phó được? Chết rồi. Nhưng mà 3-1 không chồng cũng què. Có chú hai yên tâm hơn. Với lại vụ này chú hai chỉ huy trưởng mà, phải đi chứ. Đi đi. Dạ. Tăng 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 tôi nghe nè ông Đực. Mày ra ngoài bờ sông á gặp tao liền nghe. Được rồi. Không để gặp mình làm gì trời. Mày á, mày giết mày quá lắm người Đực. Gì bác hai? Mày phụ dương theo giữ nó lại. Hả? Phụ tôi á? Ủa mà sao phải giữ ông lại gì bác hai? Ông tính ám sát mày á. Tao không có. Tước vũ khí nó. Dạ. Cái gì vậy, mấy người làm cái gì vậy? Không có chú hai. Ủa, sau lưng nó coi. Dạ. Tôi có giấu cái gì đâu mà lục. Có là mà có. Không có luôn. Là sao? Là sao? Đó, mấy người buông ra coi. Không có gì sao nãy ông thọt tay ra sau lưng. Thì tao ngứa, tao gãi. Chứ mày không gãi trước, mày gãi sao? Ngứa đâu, thì gãi đó chứ. À ha, đúng rồi. Ngứa chỗ nào gãi chỗ nấy chứ. Chỗ không ngứa sao gãi được. Thả nó ra đi. Mấy người làm gì kỳ cục vậy? Tôi thưa mấy người á, cái tội hành hung người khác đó. Tèo chứ tao không có à. Trời trời, chú hai. Đúng rồi, thưa thương tèo đi. Ê, tại tôi nghe mua hàng nóng rõ ràng chứ bộ. Ông đừng có chối. Hồi nào? Ngoài bờ sông đó, tôi gình nghe hai chồng ông cãi lộn. Xong rồi ông điện cho đồng bọn ông kêu là mua hàng nóng gì đó. À, ý mày á, là hàng nóng đó hả? Mà tao nói rồi đó, hàng nóng á, tao mới ăn đó nha. Ừ, rồi, quá liền. Ok. Hàng nóng là đồ ăn hả? Thì thằng bạn tao á, nó làm gà, nó kêu tao qua nhậu, tao dặn nó nấu cháo á, thì phải làm cho nóng. Nóng á, là mồi nóng đó. Thật. Mày hay quá. Hàng nóng của mày đó hả? Cái đó là mồi nóng. Biết đâu, nghe nóng nóng. Nhưng mà tao thấy mày đi theo bờ lít hoài, rình mò nó, mày có ý đồ gì? Mày tính hãm hại cuộc đời nó phải không? Mặt mày nó gì mày chưa vừa bụng nữa hả? Đâu có. Bữa nay á,
tôi tính qua là tôi cảm ơn nó. Mày á, tao thấy mày thù nó tận xương tận tủy, mà cảm ơn gì? Thì cũng tại con vợ của tôi á. Ông đi đâu vậy? Thì tôi ra chợ kiếm đi có chuyện gì làm không. Còn bà đi đâu đây? Tôi cũng bà giấu tôi chuyện gì phải không? Đâu có giấu gì đâu. Vậy chứ bà giấu cái gì đó? Đâu có gì đâu. Rõ ràng tôi mới thấy bà nhét cái gì cho tôi. Móc ra coi. Móc ra. Trời đất. Tiền. Ở đâu mà có nhiều tiền vậy? Tôi mượn. Mượn ai? Mượn bà Năm tiền. Bà đừng có xạo. Mới hồi tuần rồi á, bà Năm tiền mới tới nhà, bà chửi sùm, bà đòi nợ, mà bây giờ cho bà mượn hả? Tiền của ai? Của ai? Của ba Lít. Trời đất ơi, bà qua nhà ba Lít bà mượn tiền hả? Bà muốn nước cười vô mặt tôi hả? Tôi đâu có mượn, nó tự đưa chứ bộ. Nếu vậy á thì bà trăm trả nó đi. Chắc chắn là nó có ý đồ gì đây nè. Chứ đừng không á, làm gì nó cho mượn. Ông đừng có nghĩ ai cũng xấu bụng như ông. Tôi trả rồi, tiền đâu đóng tiền học cho con, tiền đâu đi chợ, mấy đứa nhỏ nhịn đói hết hả? Vậy chứ tôi hỏi bà có biết á, tại ai mà cái nhà này mới ra nông nổi này không hả? Ông đừng có đổ thừa cho người ta, là tại ông. Tại ông tham lam ích kỷ, hại người thành ra hại mình thôi. Tôi nói rồi, nếu ông muốn tôi trả tiền cho người ta thì ông đi làm kiếm tiền về cho mắt con tôi đi. Bà, sau đó tôi suy nghĩ lại, tôi tính qua tôi cảm ơn nó, mà tại vì tôi ngại cho nên tôi mới tập thọ vậy đó. Thiệt không đó mày? Dạ, cái này á là con xác định là đúng luôn á bác hai. Con với anh Đực á giải hòa rồi, ảnh á không có ý xấu gì với con đâu. Sao mày biết? Ảnh bây giờ là anh hợp tác với con rồi. Tôi nghe nói công việc đó nguy hiểm lắm. Có gì đâu mà bà sợ. Người ta làm được á thì mình làm được. Chở thuốc lá thôi, có gì đâu. Chở thuốc lá lậu, lỡ bị bắt thì sao? Ông có bề gì, mẹ con tôi tính sao hả? Trời đất ơi, chưa gì hết trơn mà bà nói xui xẻo rồi. Vậy chứ bây giờ á, ở đây mà không làm gì á thì cũng chết đói. Bà con ở đây có ai tin tưởng tôi nữa đâu. Kiếm cái gì làm người ta cũng không mướn. Thì cũng tại ông, làm ăn đàng hoàng thì đâu có nên nổi. Mệt bà quá à, lãi nhãi hoài. Vì vậy á, bây giờ tôi mới kiếm chuyện khác làm nè. Miễn sao á, tôi không để mẹ con bà chết đói đâu mà lo. Ông tính sao thì tính. Bà con chung quanh đây á, tôi mượn tiền hết rồi đó. Giờ chưa trả, tôi không có dám vác mặt đi mượn nữa đâu. Còn bữa nay á, mày hẹn tao ra đây làm chi? À, em hẹn ra đây, em có chuyện muốn nói với anh. Tao với mày có gì đâu mà nói. À, hay là hồi đó mày giật mối của tao cho nên bị nghiệp quật té gãy găng, còn bây giờ á kiếm tao xin lỗi. Cứ cho là vậy đi. Ý em á, hẹn anh qua đây là nếu anh cân tôm lại thì anh á cứ mang ra dựa của em đi, em thu lại cho. Mày thâu tôm của tao? Dạ. Phải không đó? Đáng ra mày không ưa tao mới đúng chứ. Trời ơi, chuyện đó em quên rồi. Anh suy nghĩ đi, mình là anh em chòm sớm với nhau, đi ra đi lại đụng mặt với nhau nó kỳ lắm. Em đồng ý giúp anh nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện gì? Thì anh á đừng có mua gian bán lận nữa, anh phải làm ăn đàng hoàng với bà con em mới chịu giúp. Nhưng mà nếu á ta chịu đi mua cũng chắc gì bà con bán cho tao. Cái đó thì anh yên tâm đi, em á sẽ giới thiệu mối cho anh. Bây giờ á em mối nhiều lắm mà toàn ở trong vuông xa lắm. Mà em giờ có dựa rồi, em cũng không có thời gian đi vô trong đó để mà thu mua nữa. Em sẽ nói lại bà con á sẽ bán cho anh rồi mang qua ngoài dựa đưa cho em, được không? Anh đừng có ngại, đừng có suy nghĩ chuyện xưa gì hết á. Em là bình thường lắm, miễn sao mà anh cứ là mua đàng hoàng với bà con là em giúp anh liền à. Nếu mày nói vậy á, mày chịu giúp tao thì tao hứa
Thiệt ra tao cũng rất thích cái nghề này. Dạ. Tao biết hồi đó tao làm sai cho nên mới làm khổ vợ con. Còn lần này á, tao sẽ sửa. Dạ, cố gắng lên anh, vì gia đình. Đó, bây giờ cứ đi căng lại đi, khi nào ấy rồi cho em hay vậy ha. Thôi vậy cũng được, chuyện coi như đã xong, dĩ hòa vi quý, thấy không? Từ đây sắp tới bỏ hết, hai đứa cố gắng làm ăn nha. Dạ. Bữa nào tao rảnh á, tao điện thoại tao kể cho tía mày nghe để cho ông mừng. Dạ, ông ấy giờ điện luôn đi bác hai. Thôi giờ không có, bỏ điện thoại đây. Dạ. Chú hai. Ừ? Giờ mình làm gì nữa chú hai? Giờ về. Bữa nào rảnh nhớ điện giùm con nghe bác hai. Chú hai chờ con với. Làm gì á? Tôi như ngộ cười ên nữa. Tôi nghe kể cái chuyện của ông với thằng Tèo tôi mất cười quá. Tại thằng Tèo chứ đâu phải tại tôi đâu mà cười. Ủa chơi kỳ á? Tổ phó đổ thừa cho tổ trưởng là sao? Ô, học dịch còn lộn. Con người cũng phải lộn tới lộn lui. Gì nữa đây? Nữa ổng nữa nè. Có gì ông Dương Minh Tèo? Chú hai ơi, có chuyện gấp, chuyện này lớn dữ lắm luôn chú hai. Gấp cái con khỉ. Mày á, nắm cho chắc đi. Rõ báo cho tao. Báo tào lao không à. Bả cười nè, tao đang mắng nhục với bả nè. Mệt rồi quá à.